Bây giờ tôi muốn nói với bà một việc. Dạ thưa chị, việc kia. Tôi muốn bà hãy trả con tôi lại cho tôi. Hả? Chị nói sao? Chị muốn nói đến con Trinh à? Đúng. Thưa chị, tuy nó là con của chị, nhưng chị đã bỏ nó trong ngày nó còn đỏ hỏn. Và trên mặt pháp lý, chính em đã khai sanh cho nó. Tôi cho bà hay, con Trinh nó đã gặp tôi rồi. Hả? Nó thương tôi lắm. Không có giấy tờ nào cấm cản đứa con thương mẹ trở về với mẹ đâu. Chị, em gian chị mà. Từ khi chị bỏ đi, chính tay em đã ẵm bồng, em đã nâng niu nó. Sao? Bà muốn kể công để được nó thương mà làm ngơ trước việc bà mờ ám của bà chứ gì? Kìa, em có làm gì mờ ám đâu, sao mà chị nói vậy? Việc gì thì tôi sẽ nói sao. Còn bây giờ ngoài việc đòi con, tôi còn đòi bà một món nợ. Nợ gì vậy thưa chị? Nếu chẳng có bà chen vào cuộc sống của vợ chồng tôi, thì các tài sản hôm nay đã là của tôi, chứ đâu lọt vào tay của mẹ con bà. Vậy thì ngoài phần của con Trinh được hưởng, bà phải chịu chia phân nửa cho tôi, thì tình lý mới hợp đôi. Em có cần gì cái tài sản này đâu, nhưng vì em không thể nói ra. Mình chết chi mà tức tới như vậy. Em bây giờ biết phải làm sao. Tôi khuyên bà nên biết điều hơn. Nếu bà bằng lòng điều kiện của tôi, thì tôi sẽ bỏ qua âm mưu giết chồng của bà. Trời! Âm mưu giết chồng? Chứ còn gì nữa. Cái chết của chồng tôi rất nhiều ám muội. Nếu bà không giết, thì tai nạn sao lại xảy ra một cách bất thường, để bà hưởng trọn gia tài và số tiền bảo hiểm sinh mạng của ổng chứ. Trời ơi! Ông ơi! Ông có thấy chưa? Ông chết để cho vợ con sung sướng. Sung sướng đâu chưa có thấy, mà chỉ thấy dồn dập đau khổ. Đừng đóng kịch khóc lóc nữa. Nên sòng phẳng để có lợi cho bà. Chị ơi, lòng của tôi bây giờ như tâm sự của mạch suối chảy ngầm sâu trong lòng đất. Chưa tìm được đúng chỗ đúng nơi để thoát thành nguồn. Dưới mặt đất dày đâu ai nghe tiếng khóc thê lương. Chờ đợi phút thoát nguồn như chờ giờ sinh nở. Tôi đã cắn răng nuốt vào lòng cơn sóng nghẹn ngào tâm sự, nên nó phải thoát hơi ứa thành những dòng lệ máu pha hồng. Mười tám năm sống trong tình nghĩa vợ chồng, cố tâm giết chồng sao lại âm thầm chờ đợi đến thời gian này mới hành động hay sao? Chỉ vì yêu nên ngày bắt đầu làm vợ, tôi bất chấp dư luận mỉa mai. Biết bao nơi đến hỏi cũng không màng, chờ nơi quá vợ mới sẵn sàng du quy. Bà miệng lưỡi lắm. Bà không hành động sớm là vì bà mới khôn đây, và con bà đã lớn. Lấy đàn ông quá để có nhà sẵn ở, có con sẵn để sai, còn gì nữa. Đời người con gái nếu chẳng yêu thì dạy gì lấy một người đàn ông quá giờ. Tôi được như người ta mà hưởng thời trăng mật của đôi vợ chồng son. Ngày đầu tiên làm vợ, tôi phải làm mẹ nuôi con, phải tập ấm bồng mồm cơm lúc xưa, phải bận rộn sắm thêm nôi mai thêm tà, phải thức trắng đêm khi nó ốm đau. Tôi phải tập nó đi chập chững những bước đầu đời. Những con nó ngỗ nghịch không chịu nương tay mẹ, đòi thoát đi thì rồi nó té. Lòng tôi quặn đau mà nó vẫn tươi cười. Cảm ơn bà đã chăm sóc con tôi. Nhưng bà nói bà thương nó mà lại cướp đoạt tài sản của nó. Tôi có cướp đoạt hồi nào ở đâu. Giấy tờ nó vẫn là con của hai vợ chồng tôi, thì đương nhiên là nó đã có quyền thừa hưởng tài sản của chúng tôi. À, có phần. Sao bà chưa chịu chia cho nó? Cha mẹ nó có chết đâu mà đòi chia. Cha nó sống ngồi trên bàn thờ đó phải không? Cha nó chết rồi. Nó muốn chia thì tôi chia. Nhưng mà... Nhưng gì nữa? Nhưng tôi không có quyền tùy tiện. Tôi chỉ xin con nó một thời gian nữa để phân chia một cách cho nó công bằng. Tiền bạc của cha mẹ dành dụm là cũng muốn để lại cho con, chứ nhắm mắt rồi có ai đem theo được đâu à. Ồ, bà nói nhiều quá. Tiền của đó mai mốt chia thì cũng vậy. Tại sao không chia cho nó bây giờ? Đó là chuyện riêng của chúng tôi, chị đâu có quyền ép buộc. Nhưng mà tại bà mà chồng tôi mới đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi phải bỏ con tôi lúc còn trong trứng nước. Cứ nghĩ đến việc con mình bị mẹ ghẻ hành hạ là tôi khóc suốt đêm vậy đó. Má, con biết má khổ vì con thương má lắm. Trinh, con đừng có nghe lời của người ta mà. Người ta nào? Má ruột tôi nói mà. Má, tại sao má đi mà má không ẵm con theo? Má bỏ con ở lại cho người dân kẻ lạ. Con đâu có biết. Lúc đó ba con mê người ta, đánh đuổi má, bắt buộc má phải đi một mình. Chứ má xa con, má đứt ruột vậy đó con. Trời ơi, sao mà họ ác độc như vậy? Chị nói mà chị không có thấy thẹn lời sao? Bây giờ thì tôi mới hiểu tại sao mấy hôm nay con nó lại kêu tôi bằng gì. Nè, chị đừng có dồn ép tôi phải nói ra sự thật mà tôi không bao giờ muốn nói. Sự thật gì nữa? Bà đã làm khổ má tôi, bây giờ bà còn muốn đặt chuyện gì nữa đây? Trinh à, chính má con đã... Má con làm sao? Mà thôi, bây giờ chị muốn nói gì thì chị cứ nói hết ra đi. Tôi đã nói, tôi muốn bắt con Trinh. Hả? Vì nó là con tôi. Chị không có quyền bắt nó. Vì nó chính là con của tôi trên giấy tờ. Hơn nữa, tôi không muốn nó phải lầm lạc. Tôi thương nó. 1122 bà cũng nói là bà thương nó. Bà thương nó sao nó lại hận bà? Là tại vì chị đã tiêm nọc độc vào con người của nó. Ồ, má ơi, hơi sức đâu mà má cãi lý cho mệt. Con quyết lòng theo má mà. Má à, bây giờ má đưa con về nhà mình đi má. Trinh! Này, trong 3 hôm bà phải giải quyết cho xong vụ tài sản của con Trinh tôi. Nếu không, tôi sẽ phanh phui vụ án giết chồng của bà. Trời ơi! Cô Trinh, nãy giờ tôi có trộm nghe câu chuyện của bác. Tôi cũng mừng là Trinh đã gặp được bà mẹ ruột sau mười mấy năm thương nhớ. Nhưng mà mục đích của bác á là đi tìm con. Mà sao tôi nghe cứ nói đi nói lại cái chuyện tài sản hoài vậy? Ôi ôi, cậu biết cái gì? Tôi thương con tôi phải lo gìn giữ gia tài sự sản cho nó sung sướng tấm thân chứ. Bác à, theo cháu thấy tài sản của Trinh vẫn còn đây, đâu có ai cướp giật đâu mà bác phải lo gìn giữ. Thôi má ơi, bỏ qua cái vụ tài sản đó đi. Ê, đâu có được mày. Dầu sao ba tôi không chết rồi, gia tài của tôi để cho mấy người hưởng đó. Tôi chỉ xin mấy người đừng đem thêm kẻ lạ vào nhà để làm tuổi vong linh của ba tôi thôi. Chị Hai, chị nói cái gì vậy? Cô Trinh à, bộ cô tưởng tôi đến đây là để bám vào cái gia tài này sao? Xin lỗi, tôi không nói anh. Tôi muốn nói tới cái người đàn ông đêm đêm làm ma trong phòng bà dì ghẻ của tôi kìa. Đi má. Trời ơi. Má, chị Hai nói cái gì vậy? Người đàn ông nào trong phòng của má vậy? Má, Hạnh, em đừng có vội nói. Hạnh, Hạnh ơi, nếu con mà chẳng hiểu được má nữa thì chắc là má sống không nổi đâu. Má, con xin lỗi má. Thôi, để con đưa má lên phòng nghỉ. Thôi, thôi được rồi, để má đi một mình. Anh Tuấn, thôi anh ở nhà chờ em đi mua thuốc về cho má một chút em về. Má đã bị bao nhiêu chuyện dồn dập mà em còn làm buồn lòng má nữa. Coi chừng má nằm luôn thì khổ đó. Em thì cũng bậy bạ quá à. Thôi để em đi mua thuốc về cho má. Cậu Tuấn ơi, cậu Tuấn, tối nay cậu cho tôi ngủ với cậu rồi cậu Tuấn. Tối nay tôi về nhà rồi. Trời ơi, vậy chết rồi. Nói thiệt với cậu, nhà này không có cậu tới tối không có ai dám ngủ nữa. Trời ơi, đàn ông gì mà nhát dữ vậy. Nè chú, ngồi đi, cho tôi hỏi việc này một chút. Dạ, cậu hỏi gì cậu? Chú ở đây lâu chưa? Dạ lâu rồi, tôi ở hồi ông mới chết được chừng 6-7 tháng gì đó. Trời, vậy mà nói ở lâu. Nè, dạ hồi ông còn sống đó, chú có biết mặt ông không? Dạ biết chứ, tôi ở gần đây mà. Bởi tôi biết ông nên tôi mới sợ đó. Hồi sáng này tôi thấy ông không có sai một nét đó cậu. Lạ quá, chẳng lẽ có ma thiệt? Ma thiệt chứ còn chẳng lẽ gì nữa. Đâu phải mình tôi thấy đâu. Anh tài xế cũ thấy nè, chị bếp trước thấy nè, chị bếp sau thấy nè. Ai ai cũng đều thấy ông rõ ràng hết trơn rồi. Có lẽ người đàn ông nào khác chăng? À, cậu nói gì cậu? Tôi muốn nói á, phải có một người đàn ông nào khác. Tôi mướn họ ở đây thay tôi để ban đêm ngủ với chú, để chú khỏi sợ, được không? Thôi mà cậu có thêm ít đêm nữa đi, ủng hộ mà. Công việc của tôi nhiều lắm chú ơi. Có cứu tình rồi. Cô Tươi, tối nay cô xuống dưới này cô ngủ với tôi nha. Đồ vô duyên. Nè, anh đừng có nói điên nha. Có bữa tôi giả trẹo hàm bây giờ đó. Đồ, tôi sợ ma mới năn nỉ cô chứ bộ. Xuống dưới này để ngủ cho vui, có đồng người đỡ sợ ma. Một mình tôi sợ quá tay. Không chịu thì thôi chứ sao nặng lời mắng tôi. Bộ chứ quên tôi là đàn bà con gái, nên không giữ gìn ý tứ khi phát ngôn. Rủ tôi xuống ngủ với chú là nghĩa làm sao chứ? Phải rồi, gặp cô Tươi tánh tình hiền dịu, nếu gặp người hung dữ họ đánh ngay. Trời ơi, cậu ơi, cậu hại tôi chi vậy? Nhà cậu chế thêm dầu vào lửa, nhưng thật tâm thì tôi đâu có ý tà. Tôi quyết lòng tu cho nên đâu thích đàn bà. Tôi đã bao lâu và tịnh ở núi nào? Tôi sợ đàn bà hơn rắn rít tà ma. Ăn nói vô duyên nên bị mà nhát hoài. Đêm nay chú ráng mà coi chừng. Tôi nguyện cầu mà nhát chú chết luôn. Tự nhiên là xé người ta ở đây hả? Trời ơi, cậu còn cười nữa cậu. Chú không hiểu đàn bà con gái. Hễ mình chọc ghẹo họ thì họ rầy họ mắng, nhưng mà nếu mình nói không ưa họ thì họ giận mình. Trời, bởi vậy. Trời ơi, thiệt. Trời ơi, vậy biết nói sao cho vừa lòng họ, khổ ghê. Thôi, lát nữa cô Hạnh có về đó, chú nói lại giùm tôi về thăm nhà, mai tôi qua. Thôi mà, ở lại chơi mà cậu Tuấn, tội nghiệp tôi mà. Trời ơi, có cười mà, thấy nhát thiệt cái bộ. Còn anh Hải đâu? Trời ơi, con hai có đi rồi sức mấy mà cậu Hải có ở lại. Nói không phải nịnh cậu đâu, tôi khoái cậu á, mà sao tôi không ưa cậu Hải nói chút nào hết đó. Ê, cậu ngồi đây tôi nói chuyện này cậu nghe ngộ lắm cậu. Có chuyện ngộ hả? Dạ. Trời, sao nhà này nhiều chuyện ngộ quá ha. Dạ nhiều lắm. Chuyện cô Tươi đó. Nè tôi nói cậu nghe nha không. Cổ bí mật lắm nha cậu. Hồi trưa này nè, lúc cậu Hải mùi với cô Hai sau đó, cái tôi thấy cổ đứng cổ rình đó cậu. Vậy à? Dạ. À vậy thì cô Tươi thương anh Hải rồi. Trời, không phải thương đâu, họ quen nhau lâu rồi đó. Sao anh biết? Tưởng có việc gì mà tôi không biết cậu. Đang học làm trinh thám mà. À, vậy anh là sếp tôi rồi đó. Tôi quen với anh Hải lâu rồi mà tôi có biết cái vụ đó đâu. Cậu biết không, bữa đó tôi đang nấu nước nè, cái tôi thấy cậu Hải ở nhà trên nó, cậu Hải đi xuống ha, cứ cô tôi có chạy theo, cô kêu anh, cái cậu Hải quay qua đưa con tay lên miệng, cái cô tôi cô nín lại cái cúi mặt, cái cô đi luôn. Vậy thì quen thiệt rồi. Dạ quen thiệt. Ủa? Mà tại sao lại phải làm mặt lạ kìa? Chắc là họ có âm mưu gì đây. Thôi được rồi, bây giờ tôi về nhà một chút rồi tôi qua liền nghe chú. Thiệt hả cậu? Thiệt mà. Rồi, thấy cái màu trời là sắp tối rồi. Trời ơi, buổi sáng luôn đỡ biết bao nhiêu. Sao tôi ghét tối ghê. Tôi để ý ông lắm rồi đó nghe không. Mai là một ngày tối có một lần, ông tối hoài chắc tôi chết. Ông ơi, vậy dòng hồn ông linh thiêng xin đừng hiện về nữa, để con ở đây con lo lắng cho bà được rồi ông. Chú Bay ơi. Dạ. Nấu nước pha cà phê nghe chú Bay. Dạ. Uống hoài. Thằng bà mà uống cà phê uống hoài, chết tôi nữa. Làm sao tôi dám xuống bếp bắt tôi tờ pha cà phê hoài. À, vậy là chắc ăn. Bà anh ơi, trời ơi, anh làm cái gì vậy? Trời ơi, làm hết đồ hết kia. Chị tôi tưởng ông nào bậy bạ hoài. Đàn ông gì mà nhát vô thỏ đế vậy? Nhưng mà người ta đang nghĩ tới mai mà cô chở với dài, người ta không sợ hả? Cô đang nghĩ tới mai rồi tôi chở với dài cô sợ không? Thôi ngồi đó đi, chờ tôi pha cà phê cho bà để bà xuống bà rầy. Tôi tính ở luôn ở trển, mà nghĩ tới anh ở dưới này có một mình à. Tôi tội nghiệp cho nên tôi mới xuống đó. Dữ không á, nghe nói câu nghe được đó. Tôi không về cô tử tế vậy á. Anh B ơi. Dạ. Anh B. Ừ? Em nói nè anh nghe nha. Ừ. Sao tôi thấy ai xin vào đây á cũng thôi việc hết trơn á. Ừ. Riết rồi trời ơi tôi cũng ớn luôn nữa. Ừ. Nhất là ông chết rồi á mà ông còn hiện về, tôi thấy ghê vậy đó. Trời ơi thôi cô ơi, tôi đang hồi hộp mà nghe cô tả rồi tôi ê răng quá. Bây giờ nói thiệt cô không mấy sợ đâu, lát nữa kìa ngủ một mình ghê lắm. Vậy thì một lát anh ngủ trên lầu, có cái giường nhỏ ở kế bên cái bàn, đó là giường của tôi ngủ một bên còn anh ngủ một bên. Nếu cô nói thiệt thì tôi sẽ lên thiệt, ở khắp cả thế gian tôi cũng chẳng sợ ai. Anh tài quá xá ủa mà sao kia chỉ càng, tài mà không dám ngủ ở đây một mình. Vậy thì tại sao? Tại tôi sợ ma ghê lắm cô ơi. Tại cô chưa gặp cho nên cô chưa sợ. Nó đã thành tình của tôi ớn hay không? Gì mà dữ vậy? Tôi nói ma dê nè. Ma dê nên ma tép phải không anh B? Kìa, anh B với chị Tươi làm gì vậy? Trời ơi, ai đem cái rượu lên salon nấu vậy? Dạ anh B, anh pha cà phê cho bà đó. Cô ba hết nói rồi, sao anh không nói với bếp mà lại đem lên phòng khách vậy? Nhưng tôi không dám ở với bếp mà. Nữa, cũng sợ nữa à? Chị Tươi. Dạ. Chị lên lầu với em đi. Ừ? Đêm nay nghỉ uống cà phê. Má tôi bệnh mà cứ uống cà phê hoài à. Anh dẹp hết xuống nhà sau đi nha. Tôi đi ngủ à. Có ma có gì đâu mà sợ. Nè, anh dẹp lẹ đi. Nè con ơi. Ừ? Giờ cô thương tôi là thương cho trót nghe con. Sao? Cô đi cho tôi xuống dưới bếp, tôi dẹp mấy cái rồ xô rồi tôi trở lên đây tôi ngồi nha con. Được, lẹ đi, nói tôi lên lầu trước à. Đi mà. Trời tôi với trời ơi. Ba cà phê mà muốn uống ghê vậy đó. Đó, coi chừng sau lưng đó anh B. Trời ơi, hôm nay có quá nhiều chuyện lộn xộn. Sao anh đến sớm quá vậy? Tụi nó bắt đầu nghi ngờ rồi đó. Tôi thương em. Bao nhiêu chuyện dồn dập đến, chắc em sống không nổi quá. Tôi nhớ em quá, tôi đến thăm em. Lần này là lần chót, tôi không về nữa đâu. Nếu có gì thì em hãy đến chỗ của anh nha. Má mở cửa, má mở cửa coi. Chết rồi, con Hạnh. Má không mở cửa, con đập đầu con chết tại đây cho má coi. Hạnh, được rồi, má mở cửa đây nè. Hạnh, con làm cái gì dữ vậy? Má, chắc là con chết mất. Xấu hổ nhục nhã như vậy làm sao con sống nổi nè trời ơi. Hạnh, vào đây đi con. Ngồi xuống đây đi Hạnh à. Má có làm gì đâu mà con nói là xấu hổ. Má không làm gì mà có người đàn ông trong phòng riêng của má. Hạnh ơi, má thề là má không bao giờ phản bội ba con. Con đừng có nói lớn quá rồi rủi mọi người nghe được thì sao. Má sợ mọi người nghe mà má làm cái chuyện như vậy trong phòng của má. Má vì chứ cái người đàn ông nào trong phòng của má. Má hãy nói thật với con đi. Má nói đi. Má đã thề với con biết bao nhiêu lần rồi mà con cũng không có chịu tin thì làm sao mà sao má sống được với Hạnh. Má, ơi, con còn biết làm sao nữa khi chính tay con nghe, mắt con thấy má đã đem tình nhân vào phòng riêng anh ơi. Hạnh, bôi lọ da môn và làm cho ba con tuổi nhục vong hồn. Trời ơi, nửa mảnh trăng tan còn gói trọn một tình. Ba con đi dài sương dạng vô, lao nhọc suốt đời chỉ vì quý vợ thương con. Nếu má chẳng nghi tình tâm mẫn tào gan thì cũng đợi đến ngày mãn tang cho tròn đạo vợ. Nhớ có lý đâu mồ ba con chưa xanh cỏ mà má lại sanh tâm đổi bến sang thuyền. Con ơi, má phụ chồng thì nhân thế này chẳng còn ai. Anh ơi, người đàn ông đó là má cứ nói hết ra đi để con được cùng sớt chia với má những ân tình ô uất tận tâm hồn. Má cứ kể hết ra đi cho con rõ thấu ngọn nguồn. Chứ đang là người vợ hiền, má trở thành người đàn bà phản bội, và người mẹ đau đớn thương con lại là người mẹ bỏ con. Chúng con là những cánh chim non chưa rời tổ, đã mất cha thêm lìa mẹ thì làm sao chúng con sống được trên cõi đời đầy cạm bẫy trong gai. Con lại mà xin má chấm dứt những trò ái ân dụng trộm, lo thờ chồng và quản dưỡng các con, thì con nguyện suốt đời ôm tròn cô đơn để cùng má sống Hạnh ơi, lời nói của con như dòng một con chim non gào lên thống thiết. Khi nhìn chim mẹ đã rời đàn bỏ tù, theo con chim lạ về cuối nẻo trời xa. Nhưng con nào có biết nỗi thống khổ của mẹ điên mang khi cha con lìa bỏ cõi đời, yêu quạnh cô phòng gối chết nềm nghiêng. Mong về mơ tư má cũ để vợ, nhưng hình bóng ba con cứ lãng vãng bên mình. Đã nhớ thương ba sao má lại cùng kẻ khác nối tơ lon. Để cổ cho con và dư luận rủa nguyện, đó là nỗi đau lòng mà má không nói được với ai. Má con quỷ. Mày đi đâu đây vậy? Còn ba làm gì ở đây? Tao thấy con Trinh nó ngủ mê, tao định kêu nó dậy bỏ mùng xuống để mũi cắn. Việc đó thì má con lo phải hơn, chứ sao ba phải lo. Ủa, mà cô này cũng lạ, mới 9 giờ mà ngủ mê dữ vậy. Trinh ơi, Trinh, Trinh. Ủa, sao lại ngủ mê quá vậy kìa? Nó ngủ kệ thay nó. Mày kêu nó chi vậy? Kêu để cô dậy lo cái vụ kia chứ, không lo nổi đêm nay để lâu ngày bể bạc làm sao. Ai biểu mày lo? Tình yêu bảo con lo. Tình yêu bảo mày lo. Phải, con yêu Trinh thì việc báo thù rửa hận của Trinh là của con. Trinh ơi, Trinh vậy chứ, tối rồi. Trời, Trinh à... Hả? Ủa, sao mà Dượng và anh Hải ở đây? Trời ơi, em ngủ gì mà như chết vậy? Anh kêu mấy lần mới hay. Nè, ngủ như vậy là có ngày... sao mà em nhức đầu quá. À, phải rồi, hồi nãy Dượng cho em uống rượu đó, em nói em không quen mà cứ ép em hoài ha. Trời đất ơi, con gái mà mày đặt uống rượu. Nè, hồi nãy mà không có tôi thì... Tao bẻ họng mày bây giờ. Anh Hải làm gì vậy Dượng? Mấy ngày này nó như điên vậy đó, đụng gì nó đấy, hơi sức nào còn để ý đến nó. Nè, nó canh chừng đi. Ba khỏi lo, ngoài cửa có Tư Giao Phai lo rồi mà ba. Làm sao tin cậy được, nó phản thì chết cả lũ à. Dượng nói phải đó anh Hải à, anh nên lưu tâm chứ anh Tuấn anh tinh tế lắm đó. Em lúc nào cũng khen tặng thằng Tuấn, có tôi bên cạnh đỡ lắm mà cứ biểu đi hoài à. Tôi nói cho mà nghe, hồi nãy tôi thấy... Thấy cái gì mày? Mày lộn xộn cây lên đầu bây giờ à. Ba phải để cho con nói chứ. Việc của Trinh là việc quan trọng mà ba không lo, lẽ ép tôi Trinh uống rượu nữa. Trinh ngủ mê vậy lỡ có gì rồi sao? Còn tao chi mày? Có tao ở đây một con muỗi cũng không động được đến nó, đừng nói có lỡ việc gì. Phải rồi, muỗi thì không động được, nhưng người thì... Trinh, em bắt mấy người đó về rồi tính sao? Để họ hoài không lo tra khảo gì hết à. Anh lúc nào cũng tra khảo. Tôi thù họ thiệt, nhưng khi nhìn họ bị trói, nhất là thằng nhỏ, thì lòng tôi lại không nỡ. Vì dù sao cũng có chút thâm tình, bao nhiêu tháng ngày gần gũi bên nhau, từ lúc bôn ba cho tới bây giờ. Trời ơi, một nữ chúa dưới tay biết bao nhiêu thuộc hạ, mà sao lòng lại để xúc động non mềm. Khi đã quyết tâm chọn đường tẩy hẳn rửa thù, em phải biết dẹp tình nhỏ mọn để bất nhân. Anh chỉ biết dạy tôi sống bằng tàn bạo, chứ không dìu được tôi sửa nết thay lòng. Giữa anh và Tuấn đen trắng quá rõ ràng, Tuấn thì rộng lượng nhân từ, còn anh thì ích kỷ vô nhân. Thì ra trong lòng em vẫn còn hình bóng của thằng Tuấn, nên mỗi lời em đặt nó lên ngôi vị trên cao à. Nên em xem anh nào có ra gì. Thôi đừng có bóng gió ghen tương thù hận, sao chẳng chịu để tâm tự xiết lại lòng mình. So xem ai cao thấp trong đời sống tâm tình, trong cái thế tuyệt tình tôi cũng muốn yêu anh, nhưng tôi không tìm được ở anh nét gì đáng cảm phục. Trinh đã nói vậy thì mày cứ nói chi cho thêm mệt. Vì không yêu nên mới trở thành tàn nhẫn, nói nặng lời và thường chê trách miệt kinh. Nếu đổi lại là tao thì tao không theo đuổi làm gì, hãy muốn là thi hành, khỏi nói cho thất công. Nhưng con yêu Trinh với tất cả chân tình, con tôn thờ nên không muốn ai động tới Trinh. Ồ, rồi đứng đó nói hoài hả mày? Ra trước coi chừng cửa giùm tao chút coi. Nghe lời Dượng đi anh Hải. Tôi đi đây. Nè, mà em đừng có ngủ nữa ha. Biết rồi, nói hoài ha. Con nói rồi đó, ai mà động tới Trinh là chết sống với con đó. Con đi đó. Nó làm bộ hiền từ vậy chứ nó ghê lắm mà con. Dượng à, chừng nào mới khởi sự tra khảo họ đi Dượng? Để tụi nó tỉnh lại đã, thuốc mê chưa tàn. Chừng dẫn tụi nó ra con nhớ bịt mặt lại nghe. Dạ. Ủa, mà má con đâu rồi Dượng? Ồ, bà đó hơi nào mà hỏi. Tối ngày bà đeo theo mấy cái sòng bạc ở chợ lớn. Bộ má con đánh bài bạc dữ lắm hả Dượng? Lù bù, Dượng làm bao nhiêu là bà thua hết bấy nhiêu. Bà còn ghiền nữa. Má con ghiền? Mà ghiền cái gì? Ghiền bạch phiến mới chết Dượng chứ. Trinh biết không, ở gần bà mười mấy năm nay, Dượng phải tần sợ chạy đôn chạy đáo mới lo được đầy đủ cho bà. Không biết sao đời Dượng khổ quá vậy. Con không ngờ má con lại có nhiều tật quá à. Có lẽ tại mất chồng xa con, rồi má con sanh buồn nên mới ra như vậy. Con nghĩ mà càng căm hận những người đã làm khổ má con. Dượng cũng vậy, lo báo thù cho bà, rồi lo đủ thứ hết. Lắm lúc Dượng thấy chán ghê vậy đó, nhưng bây giờ thì Dượng có nguồn an ủi rồi. Trinh biết không, gặp Trinh lần đầu là Dượng choáng váng ngay. Hả? Dượng thấy con sao mà Dượng choáng váng lận? Gì chính là một đóa hoa hồng lộng lẫy chốn vườn xuân. Dạ không, con chỉ là một đóa hoa hèn, đâu gian sánh cùng ai. Nhưng con có đầy đủ sắc hương trò bướm mộng nghe ngất tình. Giữa vườn xuân còn phong nhụy, đang chọn người gửi phần. Dưỡng là kẻ dưới vườn hoa, không muốn bị ai tranh giành. Con đã nhất định rồi, sẽ không nghĩ đến điều nợ duyên hương lỡ. Khi mối phủ thu hoàng giai chưa trả, dưỡng sẽ giúp con tận tình, dầu phi lao thân vào nguy hiểm. Nhìn con mỉm nụ cười tươi, là dưỡng không ngại gì lứa đó dầu sôi. Con cảm ơn dưỡng, miễn dưỡng giúp con trả được thù là dưỡng dạy sao con cũng nghe hết á. Sao má của con lâu về quá vậy kìa? Lại nhắc bà nữa, dưỡng đã nói là bà mê bài hơn mê dưỡng mà. Nhưng con tin là má con không mê bài hơn con đâu. Sao lúc nào tin cũng binh bả hết vậy? Tin không thương dưỡng. Má, trời ơi má đi lâu quá hà. Má, sao má buồn vậy? Con đợi má về xử tội họ nè. Má nói chuyện với Dượng một chút rồi bắt đầu tra vấn họ. Má dặn con Tư canh chừng thằng Tuấn rồi. Ông xuống phòng tôi nói chuyện để cho con nó nghỉ. Ông định làm gì con Trinh vậy? Làm gì đâu, con nó buồn tôi dỗ về an ủi nó không được sao? Chà, bữa nay bộ muốn sửa lưng tôi nữa. Tôi không ngờ anh tệ đến cái mức muốn rù quến con tôi. Rù quến hồi nào? Anh còn chối nữa hả? Những cử chỉ dâm mô của anh đâu qua được mắt tôi. Dầu tôi đã từng bỏ nó đi theo anh khi nó mới vừa 2-3 tuổi, nhưng làm mẹ tôi cũng còn một ít lương tâm. Lương tâm? Lương tâm của bà mà đem bán được, đủ cho bà hút thuốc và giỡn với tướng trắng tướng xanh. Tôi đâu có phải chạy xuôi chạy ngược cho đổ mồ hôi xót con mắt. Cũng tại ai mà tôi mới tồi tệ như vậy. Anh tập cho tôi sống trụy lạc, cho sơ xác vàng hình, không còn nhân tính của con người. Đời tôi giờ kể như đã bỏ đi. Con Trinh là con của vợ, ngôi thứ đã vân rành, anh lại toan sàm sở loạn luân thường. Bằng vở tuồng đã hát với tôi xưa, tôi cho ông biết. Bà nín đi, tôi không muốn nghe kể lẽ. Bây giờ tôi hỏi bà thương con Trinh hơn Bạch Phiến phải không? Thì tự nhiên tôi phải thương con tôi hơn rồi. Vậy thì tốt. Ngay hôm nay tôi sẽ giải tán bọn đó, thả mẹ con Hạnh ra. Rồi bà làm sao đó ông, thì bà làm. Không có ông thì làm sao tôi lo nổi vụ này. Biết vậy sao còn phá đám. Bà cần tiền như thân thể cần máu huyết. Bà ham mê cờ bạc hơn cái tình thân ái vợ chồng. Bà còn ghiền Bạch Phiến nữa. Thiếu nó một ngày bà sẽ chết. Tôi chạy tiền chạy áp phe cho bà, vậy mà mỗi cái là bà cứ dở giọng đạo đức ông, nghĩa nhân. Tôi có thể bất chấp cả dư luận lương tâm để làm mọi việc tàn ác miễn có tiền. Nhưng ông ơi, đối nuôi đứa con Trinh thì dầu sao nó cũng là con tôi. 9 tháng cưu mang mới tạo được hình hài, rồi hơn 1 năm trường dưỡng nuôi, gửi tình thương vào tiếng khóc nụ cười. Muốn con mau lớn ăn chơi cùng như con của mọi người xung quanh. Tôi kính bậc mẹ hiền nói nặng tình nhưng lại bỏ chồng con. Anh làm cho tôi đôi giả thay lòng, xa chồng con và bỏ phế gia can, quyến rũ tôi mê đắm bạc bài, miệt mài trong cuộc truy quang. Để ngày nay thân tàn ma dài, anh còn mong chiếm đoạt con vợ mình. Luật nhân quả nhiệm màu, tôi phụ chồng nên gặp kẻ sở khanh. Sở khanh à. Khốn nạn, tao nói rồi, từ bây giờ mày làm sao đó thì làm, tao không thiếu cho 1 đồng xu nhỏ. Mày đừng có ngáp dài ngáp vắng mà kêu tao chạy nữa hay không. Mình ơi, em lỡ lời, mình đừng bỏ em mình ơi. Tôi thương mình, tôi muốn giúp mình chiếm lại cái gia tài đó để cho mình thừa hưởng mà mình không hiểu. Tôi mà cần gì. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Mình muốn sao cũng được. Vậy mới được. Nè, đêm nay sau khi tra khảo bọn họ xong, mình phải đem con Trinh lên lầu ngủ với mình, nghe không? Rồi tôi bảo sao thì mình làm y theo vậy. Tôi dạy dỗ con Trinh một thời gian rồi tôi sẽ gả nó cho một ông tỷ phú, chứ không phải chỉ vì một cái gia tài nhỏ của thằng cha Thiện đó đâu. Chừng đó thì mặc tình bà cờ bạc, bà hút sách, bao nhiêu cũng có. Rồi Mình tính sao cũng được hết. Mình tính sao cũng được hết. Má ơi, Trinh đối với má chẳng có những ngày tân tiêu dưỡng dục, nhưng vẫn còn chút tình xẻ thịt bánh dai. Sao má lại nghe theo mưu cơ tàn nhẫn của má, để cho em Trinh phải hủy đi một đời xuân nữ. Trong rừng thẳm dấu loài hùm dữ, vẫn chẳng bao giờ nhẫn tâm mà ăn thịt con mình. Huống chi người là loài lính mân mang nặng thân tình. Tuy má chẳng nghe anh xé thịt, nhưng hành động này nào khác má giết đời Trinh. Cho môi phai hồng, cho ngọn tóc phai xanh, má có công đẻ đau mà không nặng phần quang dương. Bỏ mặc cho ai nuôi giờ Trinh khôn lớn, má lại đem Trinh giao cho ba để mong một cuộc sáng giàu. Thằng này kỳ thiệt. Tại sao cái chuyện gì của tao cũng có mày xiếp vô hết mày. Có chừng cây lên đầu coi mày. Lời con nói hôm nay không phải là lời con chồng nói cùng mẹ ghẻ, mà lại mang một ý nghĩa khác hơn. biết bao nhiêu bà mẹ ở thế gian đã thương yêu con mà quên mình cho con trẻ. Tận lực hy sinh cả niềm vui duyên đẻ lo, hạnh phúc cho con là lòng mẹ đủ vui rồi. Đâu có ai lột da mà sống được muôn đời, chỉ có tâm lòng mới sống cùng tiếng con. Con chỉ xin má cho tin lòng mẹ, để cho nàng đừng gục mặt tối thân. Trời ơi, con lại má, xin má thương Trinh mà. Má khổ quá con ơi. Mày là con tao mà luôn luôn mày muốn phá tao hả Hải? Nếu con khuyên ba má không được, con sẽ bỏ đi. Con không muốn ở trong căn nhà áp đức này nữa. Con đi. Ai? Ai? Thứ đồ con bất hiếu à. Bà nghĩ một chút đi, rồi ra tiếp tay với tôi. À, kêu con Trinh xuống đây. Tôi giao dẫn bọn họ ra đây. Anh hai, đi. Đây là đâu? Đây là đâu? Trời ơi, con, anh, con. Giao ra. Mấy ông muốn gì? Có phải mấy ông muốn đòi tiền chuộc hay không? Đừng có nói bậy. Chúng ta muốn các người phải công khai cặn kẽ âm mưu giết người để giải qua cho người đã chết. Giết người? Trời ơi, mẹ con tôi giết một con gà cũng không có nỡ nói gì đến giết người. Bà đừng có già hàm. Việc làm của bà hết sức chu đáo, nhưng âm mưu của bà chỉ giấu được người chứ không giấu được trời. Chúng tôi bắt buộc bà phải khai ra âm mưu sâu độc đó. Trời ơi, các ông ơi đừng có nói gì tội nghiệp cho mẹ con tôi mà. Cô mà biết cái gì? Mẹ cô là thủ phạm, cô biết không? Các người nói quan cho tôi có giết ai đâu. Đừng đóng kịch nữa mất thì giờ. Tôi muốn hỏi bà về cái chết của ông Trần Minh Thiện. Hả? Hả? Ai đã sắp đặt gây ra tai nạn hết sức tinh vi cho ông Thiện? Ông Thiện đã chết tại Đèo Cả năm về trước. Ai đã hưởng trọn gia tài của ông Thiện để lại và đêm đêm dám dắt nhân tình vào tình tự? Trời, chị hai, phải chị hai đó không? Phải rồi, Trinh ơi, tại sao con lại vu oan cho má cái chuyện ác nhân đó vậy Trinh? Ba ơi, gia đình mình tan nát hết rồi. Ổng chết rồi còn đâu nữa mà kêu réo. Mấy người giỏi lắm. Phải, tôi là Trinh nè. Tôi không sợ gì mà chối. Hôm nay mấy người đã đến đây rồi, mấy người không khai thì sẽ chết đó. Bà khai không? Khai không? Khai! Đừng! Khai! Đừng mấy ông ơi! Đừng đánh má tôi! Đừng giết má tôi mà! Trinh! Trinh ơi! Má! Trinh ơi! Con đền ơn má nuôi dưỡng như vậy đó hả Trinh? Nín đi! Bà đừng có kể ơn! Bà không nuôi tôi thì làm sao mà bà chiếm được ba tôi? Cũng tại bà! Cũng tại bà! Mà mẹ tôi phải xa chồng xa con, thù hận dần chưa nguôi, lại đến việc ba tôi phải tức tưởi bỏ mình. Tai nạn xảy ra trên Đèo Cả, còn ai vào đây để giết ba tôi? Chỉ có bà mà thôi. Bà đoạt gia tài con, bà đoạt tình yêu, lẽ sống đâu còn, tôi biết sống sao đây Trinh ơi. Má thề có Phật trời, nỗi quan này có mở miệng biện phân. Thằng nhóc này ra luôn. Trời ơi, má tức tôi lắm nè trời. Ơi, má ơi, má ơi, chị ba ơi, mấy người đó là ai mà đánh má còn hơn thầy giáo đánh học trò? Tôi già khi nó hồng thuộc bài, má ăn ở hiền lành, nào có chồng ai đâu. Mấy ông đánh má tôi làm ma chưa thấy chưa, mấy ông muốn làm gì còn chị hai, sao chị ngồi đó chẳng chút động lòng. Em đừng có nói gì mà má phải bị đánh đau. Em tức chị hai ghê, sao chị ngồi đó coi họ đánh má mình. Má ơi, má tỉnh lại đi má. Chị hai, em không hiểu tại sao chị cứ nặng lòng căm hờn em với má, trong khi má em đối với chị hết dạ yêu thương. Má thương chị như một con gà mái, dẫu có dịch lẫn lộn giữa đàn con, má vẫn không hề phân biệt con nào là con gà, con nào là con vịt mà. Thì mẹ gà con vịt, mẹ ghẻ con chồng chứ gì mà nói nữa. Trong khi lũ vịt lội xuống ao sâu dãy dùng vui chơi thỏa thích, đâu nghĩ đến lòng gà mẹ đang hết sức lo âu, đứng trên bờ ao dõi mắt trông theo, mà lo sợ an nguy cho những đứa con mà mẹ đã từng ấp ủ bằng hơi nóng của tim mình. Lòng thương yêu đó phát sinh bằng nguyên vẹn thâm tình. Má thương chị bằng lòng của con gà mẹ, má không bao giờ phân biệt con ruột với con riêng. Má đã chọn yêu chồng là phải yêu con, nên má tự xông pha qua sự rủa nguyền truyền khẩu. Mẹ gà con vịt chắc chiêu, mấy đời mẹ ghẻ từng tiêu con chồng. Phải rồi, bà nuôi tôi khó nhọc lắm mà, nhưng nếu bà không làm cho má tôi bỏ tôi thì tôi đâu có côi quốc mà phải nương nhờ với bà. Chị nói như vậy mà chị nghe được à? Má ơi, má tính vậy đi má. Trời ơi, sao má tôi lại khổ như vậy nữa trời. Má ơi, má chết quá. Má ơi, má đừng có nói vậy, má đừng có chết, má bỏ tụi con má ơi. Má ơi, má đừng chết bỏ con cô độc ở trần gian. Má, chị hai ơi, chị đừng rầy la đánh đập má. Má chết rồi em phải chịu mồ côi. Má ơi, chị hai thường nói còn cha gót đỏ như son, một mai cha mất gót con trong bụng. Nay em đã không cha lại còn mất mẹ, chị hai hãy thương em mà tha cho má một lần. Trinh, con đừng yếu mềm mà nghe lời năn nỉ của nó. Nếu mẹ con nó biết nghĩa nhân thì đâu có giết ba con chết tích tưởi, đâu có dắt trai vào nhà mà tình tử. Ba đừng có nói xấu má tôi như vậy. Lôi con nhỏ nó vào, trói cho chặt, nhét khăn vào miệng nó, để thằng bé lại đây. Đi, đi. Má, đi. Má ơi. Dượng đừng hành hạ em con tội nghiệp. Nó có tội gì đâu. Con yếu mềm vậy biết bao giờ mới tìm ra thủ phạm. Thủ phạm? Cho dù họ là thủ phạm thật, nhưng mấy đứa em nó là ruột rà máu mủ của con. Con bất nhẫn quá. Con hãy tin Dượng, hãy biết tàn nhẫn mới sống được con. Con, Dượng con thương con thì cứ để Dượng con lo. Con đừng có nói vậy mà Dượng con buồn. Dượng quả quyết vì ghẻ con đã giết bà con. Bây giờ con theo má con vào trong, để bà tìm cách dỗ bà cung khai cho con coi. Chừng đó con mới sáng mắt. Dạ, nhưng Dượng nhớ đừng đánh hai em con nữa nghe Dượng. Má có sao không má? Con, má. Con. Bây giờ tôi hỏi bà, Bà có thương thằng bé này không? Là mẹ không thương con thì thương ai mà ông hỏi vậy? Tốt lắm. Bà thương con bà, tất nhiên là bà không nỡ nhìn nó bị hành hạ phải không? Đừng, ông đừng có hành hạ tụi nó. Ông muốn cái gì thì ông cứ nói thẳng ra đi. Tôi chỉ muốn bà thú nhận việc bà đã ngoại tình rồi ám hại chồng, chỉ có vậy thôi. Trời, trời ơi, làm sao mà tôi thú nhận được? Ông ơi, ông hãy thả mẹ con tôi ra đi. Tôi hứa là sẽ không có tố giác việc làm của ông đâu mà. Mà đã lỡ ngồi trên lưng cọp rồi, không lùi lại được nữa. Tôi quyết định phải lấy lời khai của bà, dầu phải dùng tới biện pháp giết người. Giết người? Phải, tôi sẽ giết đứa nhỏ này. Má ơi, má cứu con với. Mày mà la ta sẽ cắt khổng mày liền à. Còn bà liễu đó, nếu bà tri hô, Tư Dao sẽ thủ tiêu con Hạnh liền. Tụi này dám nói là dám làm đó nghe chưa? Đừng, đừng động chạm đến con tôi. Tôi bằng lòng thu nhận. Hãy đem giấy viết ra đây, Giấy viết đây. Bà hãy viết theo lời tôi đọc đây nè. Tôi phải viết làm sao đây? Viết theo lời này nè. Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Dung, là vợ của ông Trần Minh Thiện thầu khoáng. Xin thú nhận là chính tôi đã mướn người âm mưu tổ chức tai nạn để giết chồng tôi là Trần Minh Thiện tại Đèo Cả 1 năm về trước để chiếm lấy tài sản. Trời ơi, ông nỡ nào bắt buộc tôi phải viết những lời thú nhận ghê gớm kia. Một việc làm dã man, tàn ác mà tôi không bao giờ dám nghĩ đến, huống hồ chỉ là hành động nữa. Giết không? Má ơi, buông ra, buông con tôi ra, tôi giết đây nè, Xong rồi đó. Còn nữa, bà hãy viết thêm cho đủ ý. Tôi lại dẫn nhân tình vào phòng riêng ân ái, có mọi người bắt gặp với tên Nguyễn Thị Ngọc Dung. Má, kêu con Trinh xuống, biểu dẫn con Hạnh ra đây. Má ơi, má có sao không bà? Má cô vừa thú nhận tội giết chồng nên đang đau khổ đó. Bà đã thú nhận à? Phải. Đây, con đọc đi. Tôi là Nguyễn Thị Ngọc Dung, vợ của ông Trần Minh Thiện thầu khoáng, xin thú nhận chính tôi đã mướn người âm mưu tổ chức tai nạn để giết chồng tôi là Trần Minh Thiện tại Đèo Cả 1 năm về trước để chiếm lấy tài sản. Ác phụ! Mà thật là ác phụ mà. Ba ơi! Trinh, bình tĩnh lại con. Con để cho ba má giải quyết. Còn nữa chứ không phải bao nhiêu đó đâu. Tôi lại dẫn nhân tình vào phòng riêng ân ái, có mọi người bắt gặp Nguyễn Thị Ngọc Dung. Bà phải thường mang cho ba tôi. Trời ơi, đồ ác. Chị hai đừng đánh ma. Trời ơi, má. Con. Trời ơi. Trời ơi. Con ơi, đời má đã cam đành bạc mạng, nhưng má chỉ thương cho đứa con thơ. Má đã biết bao ngày cam phận đứa con tôi, trong cuộc đời đầy chông gai không người dìu dắt đỡ nâng. Má và một đứa tuy đã lớn khôn nhưng lại là gái má hồng. Nếu mà thương con, tại sao má không lo tròn bổn phận? Má lại bỏ con và đang tâm sanh việc ngoại tình. Chẳng qua về nghịch cảnh con tạo quá trớ trêu, nên má đành phải lặng câm, không nói rõ được sự tình. Nín đi, đừng tự than khóc lóc cho tôi càng thêm căm hận. Bà giết cha tôi và đem cơ nghiệp để dâng hiến cho nhân tình. Trời ơi, con biết làm sao trước cảnh tình này. Ba ơi, có hiện linh xin ba chứng nhận cho nỗi niềm chua xót của con. Dính biệt má. À, chị ba, chị ba. Má. Trinh, có bằng cớ này con cầm trong tay khỏi lo gì nữa. Nếu nó bằng lòng giao hết sự sản lại cho con thì thôi, bằng không con cầm giấy này truy tố thì nó sẽ bị tống giam liền. Mà nếu đem ra pháp luật, con chỉ sợ họ quật màu mã của ba con ra tội nghiệp. Ồ, hồi nào mà tội nghiệp người đã chết. Con hãy thương những kẻ còn sống đi nè. Sao, bây giờ có chịu ra khỏi nhà giao tài sản lại cho con Trinh chưa? Tôi giết chồng tôi, tôi dắt trai về nhà. Thú tội vậy có phải đỡ bị đòn không? Bây giờ thì đi đi chứ. Đi. Đi chứ. Đi chứ. Đi chứ. Nhưng mà đi đâu bây giờ? Nè con, con ơi con. Sao con không chịu hiểu nỗi khổ tâm của người lấy má? Gì kỳ à? Nữa chứ con tôi lại đổ thừa cho người ta. Nè, đố ai biết tại sao chồng tôi chết, còn tôi ngoại tình với một bóng ma. Kìa, con tôi nó bỏ đi xa. Nhớ chuyện xưa mà tức cười nôn ruột, mới lấy chồng mà con đã lên ba, lại mang thêm đứa con trong bụng. Trời sinh ra con người để khổ, thật đáng buồn thay thân phận đàn bà. Mình ơi, dường như con Dung nó đã phát khùng, nó nói lang bang lúc khóc lúc cười kìa. Nó có điên khùng hay chết cũng mặc thay. Nè, hít đi cho khỏe để lo lấy lại cái gia tài. Ôi thôi thôi, nín đi con, để mai mốt ba về. Ông ơi, của quánh tài tôi chẳng có hàm đâu. Tất cả đứng im. Trời ơi, con Tươi nó phản rồi. Đừng có hòng trốn chạy. Ai tội gì mà trốn? Không tội, một lát rồi biết. Tôi đến chậm một giây mà ra nông nổi. Mấy người đã làm gì bác gái? Bà viết tờ thú tội giết chồng rồi hổ thẹn mà điên lên chứ ai làm gì bà. Ma, mình về đi ma. Không, tao không đi đâu hết. Tao giết chồng tao. Tao giết chồng tao, tao mới đi kiếm chồng tao. Kìa, kìa chị ba. Anh Tuấn. Trời, má sao vậy nè? Má ơi, má tỉnh lại đi, để cô đem má về. Em Tao có điên đâu mà mày biểu là tao điên hay tao tỉnh gì? Giang ra, Giang ra để tao đi kiếm chồng tao. Má ơi, buông ra, buông ra. Trời ơi, má xỉu rồi nè. Tuấn ơi, Tuấn à. Má. Chú lên xe trông chừng cho bác. Nhớ bảo xe chạy thẳng đến bệnh viện. Tôi theo sau liền. Đứng lại. Phiền hai thầy đưa hai người này đi. Cả cô này nữa. Tôi tội gì mà bắt tôi? Ông đã tụ họp bè đảng, bắt người lương thiện làm những việc phi pháp, bao nhiêu đó cũng đủ bắt ông rồi. Tôi tin ông ta sẽ còn nhiều tội nữa sau một cuộc điều tra. Mời hai ông và cô ra xe. Tôi, có ngày mày sẽ biết tài tao. Trời ơi, sắp bởi tù mà còn hăm dọa. Tôi không giết ông là may lắm đó. Trời ơi, tại tôi nghe lời mấy người này mà mới ra nông nổi như vậy nè. Thôi, mời tất cả theo tôi. Mình ơi, ở lại lo xong cái vụ gia tài đó, lấy tiền lo cho tôi. Để em đến đó coi thế nào. Cô Trinh, theo tôi về nhà để lo cho bác gái. Bác gái nào? Chứ cô không thấy bác gái điên loạn lên như vậy sao? Bằng cớ đã rõ ràng, mà anh cứ nói như bả là người hiền lương nhân đức lắm vậy. Đây, anh hãy coi giấy này nè. Không, tôi không bao giờ tin bác gái làm một việc sát nhân đó. Có thể bác bị ép buộc mà thôi. Anh đã si mê con Hạnh quá sức rồi, đến nỗi anh u mê không còn thấy gì nữa. Đáng lý ra tôi đem tờ giấy này đến đuổi má con nó ra khỏi cửa, nhưng tôi chán nản quá rồi. Tôi làm bao nhiêu việc không phải để bám vào cái gia tài đó. Tôi chỉ muốn tìm cho ra cái chết của ba tôi. Trinh à, tôi đã nói nhiều lần rồi, Trinh nên bình tĩnh mà suy xét lại. Chưa chắc gì bác trai đã chết thiệt, mà cô cứ ấp ôm thù hận rồi tạo nên những việc mà các cô gái không nên làm. Lúc nào tôi cũng mến Trinh, tôi thương Trinh, tánh vẫn còn ngông cuồng nông nổi. Tôi lo sợ cho Trinh thơ dại giữa chợ đời. Anh Tuấn, em không cần anh thương em như vậy. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ đây Trinh. Anh đừng giả bộ thơ ngây để ngăn lòng cảm xúc đang dậy giữa lòng tôi. Một thứ men say vừa mới đến, tôi nghe hồn dân ngàn triều mến. Chỉ một chút tâm tình cũng đủ vui tăng sự đau thương. Trinh, anh Tuấn ơi, đời tôi đã trót mang tâm sự não nùng, còn nói làm chi cho lòng thêm đau xót. Tình tôi sầu hận đến trăm năm. Trinh à, Trinh là một người con gái với nhan sắc kiêu sa không kém phần khả ái, là một thứ trái chín mỏng làm cho biết bao người thèm khát ước mơ. Nhưng còn biết làm sao khi nhện đã trót văng tơ, nhánh đã tròn thì không thể thay cành đôi ngon. Từng Đừng sợ ông mượt đã chăm chút từng tiêu, quặng mình rút ruột là từng giọt máu tươi, cuồn cuộn kết sẽ cho liền mong giao canh. Còn biết làm sao khi tôi cùng anh đã thề nguyện nắng tình, dòng tâm sự đã kết liền mạch thở nên phải đành không tiếp nhận tình trinh. Tôi không thể trái lòng bỏ đăng theo, đó đã lỡ rồi khó thể chấp nhận chuyện yêu nhau. Hãy xem như nước đã chảy qua cầu, thoáng gặp nhau đành xuôi dòng nước lũ. Biết rồi, anh đừng có dạy khôn tôi nữa. Anh tới đây để hành hạ tôi bằng thứ ngôn ngữ đó hay sao? Không, tôi không có dụng tâm đó đâu. Tôi đến đây là để gặp người yêu. Không, tôi đến đây là để gặp Trinh. Gặp tôi? Để làm gì? Để khuyên Trinh đừng quên đạo nghĩa gì, dầu sao họ cũng là cốt nhục thâm tình. Trinh à, Trinh soát kỹ lại lòng mình chưa? Hành động này vì thù hận hay vì ghen tức? Một lần lầm sẽ ân hận khó phai, vì hận hay ghen cũng đều trái đạo. Hạnh và Trinh vốn cùng chung dòng máu, còn bác gái tuy chẳng sanh thành nhưng cũng nặng nghĩa dương nuôi. Bây giờ anh muốn gì? Muốn Trinh trở về nhà cùng Hạnh, Lương và bác gái, sống lại mối thâm tình cốt nhục. Đừng đem tình thâm cùng sương máu nhú khuyên tôi hoài, mà sao chẳng khuyên người ta. Nếu ai biết thương ân tình thì làm gì tóc tan sầu thương. Trinh nên sẽ suy cho cùng, đừng thù hằn tối tâm lòng nhân. Thôi anh đừng nói nữa, nếu người ta thật dạ yêu thương thì mẹ con tôi đâu phải mười mấy năm chia là, và ba tôi đâu phải lành phần quan nghiệt giữa đoạn đường đèo chết không toàn vẹn thi hài. Một âm mưu thật hết sức tinh vi với một tai nạn vô cùng thảm khốc. Khi người ta đã sanh tâm phụ bạc, giết cha tôi để hưởng trọn gia tài. Anh hãy đi đi, đừng nói gì nữa hết. Đi đi. Ông ơi, ông cho tôi hỏi thăm một chút đi ông. À, ông à, tôi không có làm gì hại ông đâu. Tôi muốn hỏi ông có thấy một người con trai mặc đẹp, đô con với một người con gái mặc áo dài trắng đi vào đây không? Hả ông? Ông không nói được à? Nhưng mà chắc ông nghe được. Ông cho tôi biết họ có đến đây không hả ông? Ủa? Vậy thì họ đi đâu cả? Mình thấy chú B đem thơ tới đây, hẹn tại đây mà. Ông, nhìn ông tôi nhớ mang máng như là tôi đã gặp ông ở đâu rồi vậy à? Ông ơi, ông có vợ con gì không ông? Tội nghiệp, chắc ông cũng cô độc như tôi vậy. Ông à, ông lại ngồi đây đâu. Ông hút một điếu thuốc với tôi đi, rồi tôi nói chuyện của tôi cho ông nghe. Ông bằng lòng chứ? Sinh ra đời, tôi cũng có mẹ có cha như bao nhiêu người khác. Nhưng mẹ tôi lại mất sớm khi tôi mới lên 3. Còn ba tôi là một tay anh chỉ trong làng giao búa nên rất quen vào khám ra tôi không màng. Chỉ tới vợ con má ghẻ tôi mê bài bạc cũng vắng nhà luôn. Tôi như kẻ lạc loài thiếu cả tình mẹ cha. Ông có nghe, có hiểu tôi không? Khi lớn lên đi đâu tôi cũng chịu sự khinh ghét của mọi người. Giữa cuộc đời tôi bơ vơ cô lẻ, nay tôi yêu một người mà người ta chẳng chút yêu tôi. Ông, bữa nay tôi gặp ông là người thứ nhất đã nhìn tôi bằng ánh mắt thiện cảm. Ông nói cho tôi nghe đi, tại sao ông chỉ có một mình hả ông? Quên nữa, ông không nói được. Kìa, anh Hải. Ông ơi, ông cho cháu hỏi thăm nè. Ông già gì mà vô duyên, mình hỏi ông không trả lời đi luôn. Trinh à, ông ấy câm mà. Vậy à? Anh Hải, anh đến đây để làm gì? Tôi đợi gặp Trinh. Gặp Trinh à? Tôi có hẹn với anh đâu mà anh đợi. Phải, tôi biết Trinh không hẹn tôi mà hẹn với Tuấn, nhưng tôi vẫn đến để nhìn Trinh vui tươi hạnh phúc cho người yêu mà tôi còn đỡ sầu đỡ nhớ hơn là phải nhìn Trinh ôm cô đơn với mối hận tuyệt vọng, gửi niềm đau theo gió lòng canh thầm đếm bước ai đi theo từng chiếc lá khô rơi rụng bên thềm. Tôi đã quên mình là tên chiến bại mà lại mơ ước được nhìn cảnh thắng trận của địch quân. Tôi muốn thấy vòng tay ai âu yếm gọi tên Trinh, tôi muốn thấy nụ cười tươi nở trên vành môi héo rũ, nhìn hạnh phúc người yêu rạng rỡ dầu tôi từng giọt bao đời thổn thức tầng tim mình. Anh Hải, anh đừng nói những việc dơ dẫn như là huyền thoại. Làm gì có chuyện ai âu yếm tôi, người ta chỉ làm khổ tôi thì có. Đã biết người ta làm khổ thì tại sao tin cô nghĩ đến nơi này? Một bức thơ hò hẹn với tình ý tràn đầy, tôi sẽ lo cho Trinh được thỏa niềm mơ. Nếu không phải thơ tình thì ước hẹn gì đấy? Trinh ơi, tôi lo sợ băn khoăn cho những việc đuổi mai của một đời qua đang lắm nhiều cay đắng. Hải ơi, anh đừng bận tâm khi thoát nguồn tuôn thành suối. Nước đã nghĩ gì khi còn là mặt ngầm chai dưới đất sâu. Đừng hỏi mây theo gió sẽ về đâu, vì chuyến họp tan bèo mây là chuyện của đất trời. Trinh nói gì nghe như mơ mơ màng màng vậy? Chứ cái thơ của anh B đem đến không phải là thơ của anh Tuấn Hẹn à? Thì Tuấn Hẹn chứ sao, nhưng Hẹn tới để gặp bà dì ghẻ tôi để làm chi không biết nữa. Vậy chắc ông Tuấn ông tìm được bác trai rồi chứ gì? Ở đâu mà tìm, hôm đó anh bỏ đi nên đâu có biết. Bà dì tôi bả viết tờ thứ tội giết ba tôi rồi. Kìa, Tuấn đưa bà Ngọc Dung tới kìa. Hả? Anh núp vào trong coi họ làm gì, để tôi đi kêu má. Bác ngồi đây đi bác. Sao cháu đưa bác tới đây làm chi vậy? Cháu thấy bác mệt mỏi quá nên đưa bác tới đây xem bác có được sự yên tĩnh hay không. Ha, cháu nói phải. Mình ơi, em khổ quá. Cũng tại mình mà em phải thành người vợ ngoại tình. Cũng tại em nghe mình nên đã mất hết cả rồi. Em có được gì đâu, mà ngờ má em quả có không gian. Anh đưa em đến đây là để cho em chứng kiến cảnh này, cho má con đoạn dứt nghĩa tình. Vì người đàn ông này đây sao, tướng mẹ ngoại tình với người nào sang trọng, nào ngờ với một gã ngu hèn. Anh đã khinh em như vậy, em phải sống sao đây? Hạnh, em đừng có vội nói má. Còn gì mà vội và không vội, sự thật đã rõ ràng trước mắt mà anh vẫn cố tâm bào chữa. Tình yêu quá thật là mầu nhiệm. Lúc ký tờ thú tội thì khóc tới khóc lui, nửa điên nửa tỉnh. Bây giờ gặp người yêu bả ôm bả tả tình tả cảnh, mặt bả tỉnh khô, có điên gì đâu. Bác à, cùng là phận đàn bà mà tại sao bác lại tàn nhẫn quá vậy? Nếu không cố tâm chạy chữa thì bác Dung đã chết rồi, còn đâu để cho bác nói. Thôi đi, anh đừng có bào chữa cho má nữa. Và cũng đừng mong gì đến việc nợ duyên. Em xấu hổ quá rồi, anh hãy để cho em đi. Kìa, Hạnh, con đừng có bỏ má mà Hạnh. Nhưng con không chịu nổi cái sự xấu hổ này đâu Hạnh. Đó, mình có thấy chưa? Anh Tuấn, anh có xem tờ thứ tội của bà dì ghẻ tôi chưa? Khỏi cần xem, tôi cũng biết là bút tích của bác, chứ chẳng ai vào đây để mạo nhận hết. Vì nếu mà bác không viết cái tờ giấy đó thì bác đâu có điên loạn lên như vậy. Tôi nói thật, tôi quyết binh giật bác Dung cho tới cùng. Phải rồi, mẹ vợ của anh thì anh binh chứ làm sao. Nè, tôi nói cho cậu biết, có tôi ở đây hả, thì cậu đừng hòng đem giọng lưỡi điêu qua mà hung hiếp. Tôi thách cậu muốn làm gì hả, thì hãy làm cho tôi xem thử. Đối với mộng trình tôi thật sự muốn cho nàng tận tường đen trắng. Chớ đối với riêng bà tôi sẵn sàng tránh phuông nghìn đấu. Anh nhớ chỉ còn ngày mai bà Ngọc Dung phải ra khỏi nhà. Tôi nhớ kỹ mà, nhưng tôi quyết tiên hạ thủ vi cường. Mấy người hãy chống mắt mà coi, tôi đâu có đợi tới ngày mai. Tôi sẽ phơi sự thật ngay bây giờ, vì đau khổ nào cũng có hạn mà thôi. Được, tôi chờ cậu đây. Bà chờ không lâu đâu. Đó, vợ anh đó. Vợ anh có bà mẹ vợ lăng loàn như vậy đó. Anh ráng làm sao cho tôi coi coi thử coi. Tưởng lấy ai xứng đáng, ai dè bà ngoại tình với một kẻ không bằng đứa ăn mày. Trời ơi, lại còn đem vào trước cửa thánh đường mà không sợ tội chứ. Chị hai, dầu sao chị cũng không nên mạt sát má. Chị nên nhớ đây là giáo đường, chứ không phải là cái chỗ để chúng ta cãi vã. Quên nữa, mấy người vào đây là để xưng tội chứ gì. Chúa không tha tội cho mấy người đâu. Anh Tuấn, tôi không chờ đợi anh nữa. Tôi sẽ đưa giấy tờ này ra pháp luật, dầu phải quật mồ mả của ba tôi. Đừng có quật mồ của chồng tôi. Đừng có quật mồ của chồng tôi. Tôi gian mấy người. Mấy người muốn làm gì tôi thì tôi cũng xin nghe theo hết. Tôi chỉ xin có một điều là đừng khai quật mồ mả của chồng tôi. Người chết đã yên rồi, đừng để quật lên chúng xuống mà lòng đau. Tuấn ơi, bác tà thiếp vàng con, hãy để chúa bác câm lặng trọn lời nguyện. Con không đành nhìn thấy nỗi hoang thiên, thân thể bát hao gầy làm sao còn chịu nổi chuyện tan thương. Không sao đâu, không sao đâu, bác chịu được mà, bác chịu được. Bà đừng gian sinh nữa uổng công. Trời, trời ơi. Má. Kinh. Hả? Đúng rồi. Đúng rồi. Ông kêu tôi. Phải. Mày không nhận ra tao sao Trinh? Tao không ngờ mày là bất hiếu đến như vậy sao Trinh? Ông còn sống mà. Ba chưa chết. Chị ơi. Đúng rồi, ba của anh còn sống. Ba. Mình. Khoan đã, bà hãy ngồi lại đó. Trinh, sao con lại nông nổi mà bất hiếu quá vậy Trinh? Ba ơi, con bàng hoàng như trong giấc mộng. Con phải làm sao đi hả ba? Mình có thấy chưa? Mình có thấy sự sai lầm của mình chưa? Mình nói mình chết để cho vợ con sung sướng. Sung sướng đâu không thấy, mà bây giờ mẹ con em khổ sở như thế này, có sung sướng cái gì đâu. Mình, tôi đâu có ngờ Trinh, đáng lẽ là ba phải ngậm tiếng em hơi suốt đời trong bóng tối. Vì suốt đầu lộ diện thì làm sao ba tránh khỏi tội tù. Nhưng nếu ba không nói ra, nếu ba không nói ra thì gì con đành ôm hận đến muôn thu. Nên ba phải ra mặt giải quan cho người đàn bà bạc phận. Má, con đã hiểu lầm má. Má hãy tha thứ cho tôi dạy dỗ của con nghe má. Con, má. Ba ơi, con có tội với dì con nhiều lắm phải không ba? Tội con nhiều và lớn lắm con ơi. Con hãy nhìn lại thân thể mình ngày nay được căng da dài tóc. Công ơn của dì con ướp trong thân con rào rác từ đầu tới gót chân. Mỗi một lời con hôm nay ngạo nghề dông ăn là chất tôi chấp trùng. Trời ơi, không phải ruột thịt mình mà vì con phải cứu mang vương tội. Chỉ tại thương ba mà vì con phải thương luôn niềm bất hạnh của con chồng. Xuất giá vô quy vì con đấu hướng trọn tình hướng lửa mặn nồng. Vừa làm vợ phải lãnh phần làm mẹ, tuy con gái phải tập tành thay ta lót nôi. Tiên là 3 tuổi mà con mới 23 tháng, công ẩm vòng vẫn còn nặng nhọc lắm con ơi. Ru trẻ trăng đêm đi tới đi lui trong những khi con ấm đầu sổ môi. Má, dì, ba, vậy mà con nghe dì con nói, con tưởng là dì bài chuyện để kể công ơn. Con hãy nhìn kỹ má con đi. Người đàn bà đó đã nhẫn tâm sức ruột bỏ con khi chưa biết ngồi biết đứng. Để được ngồi đứng tự do theo người tình mới, sợ khổ, sợ thương, sống quên đạo nghĩa can thương. Một bà mẹ mà lòng nhẫn tâm quá thật phi thường. Ba không trách má con phụ bạc, nhưng trách lòng mẹ xúc tán tận nỡ bỏ con. Lúc đó gia đình mình đã kiệt quệ thảm thương. Má con bỏ ba vì sợ nghèo, sợ khổ, nhưng lại cũng sợ trẻ thơ bận biểu. Mới đành lòng để ba ơi làm thân gà trống nuôi con. Trời ơi, có phải biết không má? Sao ba con nói mà má không cãi? Cãi sao được mà cãi. Lúc đó tại ông. Bà muốn nói tại tôi sao thì cũng được hết á. Tại tôi bất tài nên mất vợ, tôi chịu. Nhưng đâu phải tại tôi mà bà làm mẹ lại bỏ con. Má ơi, con phải dùng lời lẽ nào để nói với má đi má. Bà kể hết cho con nghe, không phải là để con quán mẹ, nhưng mà để mở mắt cho con thấy. Vì con vào nhà mình là lãnh khổ, chứ có ăn gì mà phải chịu lụy thân. Ít tháng sau là cấn chữa em con. Con lâu lớn nhưng bụng gì con thì máu lớn. Tuy nặng nhọc gì con vẫn phải còn bồng ẩm. vậy mà khi con giận vẫn chòi đạp lung tung, đưa đạp ở ngoài, đưa đạp ở trong, hai chị em thi nhau hành hạ mẹ. Cha đau xót nhưng làm sao chia sớt, đành nhìn mà thương gì con cam nặng nhọc một mình. Rồi từ đó Mình ơi, em xin mình đừng nói nữa. Tại em thương thì em chịu, chứ em không hề có tiếng than van. Chỉ mong con nó thấu được tình, yêu thương đau sợ khổ cho mình. Thân bị dập bầm điêu linh điềm nhục, câm nín nghẹn ngào mà khổ lắm Trinh ơi. Như khi xưa lúc con còn thơ dài, đang tối nằm nỗi đã hành hạ thân này. Nay dù khổ xác thân, nào có nghĩa lý gì má. Con xin được dùng tiếng má thay cho tiếng gì nghi nan xa là. Giờ con xin quỳ phục dưới chân xin má với cõi lòng rộng hơn biển cả. Hãy vui lòng thứ tội cho con một lỡ hai lầm. Cúi đầu thấp xuống thẹn mình còn thua loại thú cầm, vì nông nỗi con trẻ đã trở thành bất hiếu. Ơn dưỡng nuôi sâu nặng hơn cả công sanh, lời bất kính như tên vượt trời xanh, đã thuốc ra không mong gì lấy lại. Con sẽ sống suốt đời ân hận, lấy quan trả ơn không xứng là một con người. Má đừng giận con nữa. Má với ba về nhà, con sẽ xin lỗi với má và đền tội cùng má. Không, ba không về được. Sao vậy ba? Trước xã hội, trước pháp luật, ba đã chết, và người ta đã đền cái chết của ba bằng một số tiền to tát. Bây giờ ba đâu có quyền sống nữa con. Nhà mình đang khá giả, ba làm chi cho khổ thân vậy ba? 3 năm trước, cơ sở làm ăn của ba má vì một việc rủi ro sắp bị khánh kiệt. Nhìn mấy đứa con đang yên vui sung sướng, ba không muốn các con phải chịu khổ lây, nên ba mới bàn định với má con để cho ba tự hủy hoại thân danh. Ba mới bày ra vụ tai nạn tại Đèo Cả, quyết lòng hy sinh tất cả vì vợ, vì con. À, cháu hiểu rồi. Bác có bảo hiểm tánh mạng, và bác đã tạo ra cái chết của bác để cho bác gái lãnh số tiền. Còn xác mà chôn hồi đó là của ai vậy bác? Bác bỏ tiền ra mua một cái xác vô thừa nhận ở miền Trung đó cháu à. Tội nghiệp ba quá. Ba, nhưng việc rủi ro gì mà làm nhà mình bị khánh kiệt vậy ba? Con hãy hỏi má của con á. Má? Sao má? Má nói đi. Ông, tôi van ông hãy bỏ qua những việc lỗi lầm của tôi ngày trước. Tôi hối hận quá rồi. Tôi chỉ nói cho con Trinh nó hiểu thôi. 7 năm trước, trong một đêm mưa gió, bà đón tôi giữa đường than khóc, xin tá túc đỡ một đêm. nghĩ chút tình cũ tôi mang bà về. Lũ trẻ đã ngủ hết, chỉ còn má của nó. Chính tay Ngọc Dung lo dọn giường dọn chiếu tươm tất cho bà yên giấc. Để giúp tôi giữ tròn đạo nghĩa vợ chồng, Ngọc Dung đã khóc với tôi, nói dù sao cũng là tình chẳng vui. Hơn nữa lúc đó bà đã ra thân tàn má dài. Ngọc Dung năn nỉ tôi nói với bà, hãy ở lại nhà cho có chị có em. Thì đêm hôm đó tôi ngủ nhờ là sáng đi ngày, sông muốn đổ thừa sự phá sản là lỗi tại tôi. Bà đã ra đi giữa lúc mọi người còn ngủ say sưa. Bà đã thương chồng nên xong thuốc cho cả nhà ngủ mê ngủ mệt, để khỏi nóng ruột đau lòng khi bà mở cửa cho trộm nó vô. Khi xong việc rồi bà theo bọn trộm chuồn luôn. Khi đã rinh sạch trơn không chừa món nào còn giá trị, đến sáng hôm sau cả nhà chưa hết bàng hoàng là có chính quyền xin án lệnh biển ly lục soát tư gia, rằng có kẻ tố cáo nhà tôi buông súng đạn. Và tôi bị tù khi tìm thấy một thùng vũ khí giấu trong đống than. Rồi vì muốn khỏi tội tù, ba má phải lo cho tới ngày khánh kiệt gia tài, đến nỗi phải quỷ cả tuổi tên để cho con và em con sung sướng. Vậy mà Má ơi, trước cảnh tình này con biết phải nói sao đây. Trinh, con ơi, vì nông cạn sai lầm mà lao thân vào truy lạc, phụ bố chồng con gây ra bao điều tội lỗi. Nay hối hận ăn năn thì không còn lối để quay về. Như chiếc thuyền con giữa cơn sóng vô tư bề, đang lên đến bốn phương mờ mịt, biết bao giờ trở lại bến xưa. Nhưng con nợ nào nhìn má bơ vơ, Dượng đã bị bắt má còn ai nương tựa. Má không còn mắt mũi nào nhìn ai được nữa, phải tìm nơi sám hối ăn năn cho hết cuộc đời tàn. Má thôi, bây giờ mình cũng về nhà đi. Mình và các con về đi. Anh về sao được? Mình, tiền bạc có tạo được hạnh phúc gì đâu, mà mình cứ phải trốn lánh mọi người cho nó khổ sở. Mình hãy bán tất cả điền viên nhà cửa, đem tiền trả lại cho hãng bảo hiểm, rồi cha con chồng vợ hãm hút cháu rau mà còn vui hơn đó mình à. Rồi còn giấy tờ khai tử. Dạ không sao đâu bác à. Mình lại ra tòa xin lân án hồi phục lý lịch. Còn vấn đề khác đó, con sẽ nhờ luật sư lo lắng cho ba. Dạ. Gấp kêu ba quá vậy. Ôi kêu cũng được rồi mà con. Thôi, đi về đi mình, đi Hạnh, đi Trinh. Kìa, Trinh, sao con còn đứng đó? Ba má hãy về đi. Từ nay, anh Tuấn và em Hạnh hãy thay chị mà lo cho ba má và em Lương. Chị hai, chị đừng có làm cho ba má buồn nữa. Trinh, con vẫn còn giận má sao Trinh? Má, con không có lúc nào con thương má như bây giờ. Nhưng má đừng ép con trở về, con sẽ không sống được. Hoặc là con lại lao thân vào trụy lạc. Ba, ba ơi, ba hãy tha tội cho đứa con bất hiếu. Trinh, con, rồi con định sao đây? Ba, má, con muốn ở lại đây để dọn lòng ăn năn sám hối cho thanh thản tâm hồn, cho vơi bớt tội lỗi con đã gây ra. Một thời gian sau, con sẽ trở về sum họp với gia đình. Trinh, con. Thôi, con nó đã nói như vậy rồi, đừng có ép nó nữa. Chúng ta về đi em. Cảm ơn ba má. Trinh, Trinh.